Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh một cây hoa lan với một cách làm rất đơn giản và dễ. Những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh nhanh. Những chiếc lá đã bị khô, héo các bạn hãy kiểm tra để bỏ những rễ hư này. Sau đó các bạn sẽ đặt cây hoa lan vào đây và hãy cho nước vào. Các bạn hãy để như thế này trong 1 giờ. Các bạn chỉ cần sử dụng 3 thìa gạo có chứa nhiều vitamin B và dồi dào các khoáng chất khác, giúp cho cây hồi sinh nhanh hơn. Các bạn cho vào 500ml nước ấm. Sau đó các bạn sử dụng nước gạo này. Các bạn sử dụng thêm bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và giúp cho hoa lan không bị thối. Dùng một thìa. Và hãy để sau 1 giờ. Sau đó các bạn sử dụng thêm đường. Đường sẽ giúp cho cây được hấp thụ nước được rất nhanh. Và hãy dùng 1/2 của thìa đường. Cho vào 1 lít nước ấm. Và hãy để trong 1 giờ.
và sau 1 giờ. Các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta tiếp tục đặt những chiếc lá vào đây. Các bạn sẽ ngâm trong nước đường như thế này trong 30 phút. Và sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và cách làm này, lá sẽ được hấp thụ nước rất nhanh. Nó sẽ giúp cho lá tươi lại và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và hãy cho nước đường vào đây. Và hãy cho nước này vào đây. Và các bạn sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Sẽ giúp cho bộ rễ không bị thối khi chúng ta hồi sinh. Và cây sẽ được phục hồi tốt hơn. Các bạn sử dụng nước này. Và hãy lau cho các chiếc lá. Và cách làm này để giúp cho những chiếc lá khi phục hồi thì nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn và giúp cho lá được phục hồi rất nhanh. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi. Mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Lá sẽ được khỏe hơn. Những chiếc lá sẽ luôn cứng cáp khỏe mạnh, không bị nấm, không bị côn trùng. Và có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Lá sẽ luôn được bảo vệ, xanh tươi tốt hơn. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển rất nhanh, cây yếu được hồi sinh
và luôn được khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Sử dụng những chậu thoát nước tốt và vỏ thông. Để giúp cho chậu được thông thoáng hơn. Cho thêm một ít rêu. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và đây là kết quả. Sau 4 tuần tiếp theo, cây đã được phục hồi rất tốt. Rễ đã bắt đầu phát triển. Khi các bạn sử dụng bột quế và gạo, nó sẽ giúp cho rễ phát triển được rất nhanh. Rễ luôn phát triển rất khỏe mạnh khi các bạn sử dụng cách này. Và giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cây phát triển được nhanh và dễ hơn. Các bạn hãy sử dụng 2 thìa gạo. Cho vào 500ml nước ấm. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước gạo này. Các bạn sử dụng bột quế. Và chúng ta chỉ dùng 1/4 của thìa. Bạn đậy lại và để trong 1 giờ. Và sau 1 giờ, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Thank you.
và hãy đậy những chiếc rễ này lại. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Các bạn hãy áp dụng 2 tuần một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Và hãy tiếp tục đặt cây ở nơi có ánh sáng và thoáng mát. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Cây hoa lan đã được phục hồi hoàn toàn. Nó đã phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Lá rất xanh. Một trong những phương pháp đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển và hồi sinh rễ khỏe mạnh hơn. Mình có thêm nhiều phụ đề, các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề phù hợp. Và trên kênh mình cũng đã có chia sẻ nhiều cách, các bạn hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ nhất. Lá đã rất khỏe. Những chiếc lá ở gần gốc có thể bị vàng và lâu phục hồi, đây là điều hoàn toàn bình thường. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.